Minh Khoa xin kính chào quý khán thính giả. Mời quý vị theo dõi phần điểm tin tối thứ năm ngày 5 tháng 3 năm 2020. Sau đây là một số tin đáng chú ý trong ngày. Thưa quý vị, vào sáng ngày 5 tháng 3 năm 2020, hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ USS Theodore Roosevelt đã tiến vào Đà Nẵng và thả neo cách đất liền khoảng 7 cây số, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị nhân kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ. Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam đăng tải các hình ảnh của hàng không mẫu hạm cùng lời chào đón. Chào mừng đến Việt Nam, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt CVN-71 và tàu USS Bunker Hill CG-52. Chúng tôi nóng lòng được dẫn các bạn đi thăm thú nơi đây. Đối tác tin cậy, thịnh vượng bền lâu, khẩu hiệu được Facebook của Đại sứ quán Mỹ đăng tải. Truyền thông nhà nước Việt Nam đồng loạt loan tin hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ USS Theodore Roosevelt đến tại Đà Nẵng. Tin từ phía Việt Nam cho biết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ông Hồ Kỳ Minh bắt tay Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc John Aquilino tại lễ đón tàu diễn ra vào lúc 13 giờ chiều ngày 5 tháng 3. Tại lễ đón, Đô đốc John Aquilino lên tiếng cho rằng mối quan hệ đối tác giữa hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ dựa trên sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Hoa Kỳ luôn đứng cạnh và ủng hộ Việt Nam về những quyền hàng hải chính đáng ở Biển Đông. Trong khi đó, Đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội, ông Daniel Christian Brink nhắc lại, sau chuyến thăm Việt Nam của tàu sân bay USS Carl Vinson vào năm 2018, sự kiện hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt đến Đà Nẵng lần này khẳng định cam kết của Hoa Kỳ về một khu vực Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương ổn định và tự do hàng hải. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Lê Thị Thu Hằng vào ngày 5 tháng 3 cho báo chí biết, được sự đồng ý của chính phủ Việt Nam, đoàn tàu sân bay của Mỹ gồm tàu sân bay USS Theodore Roosevelt và tàu tuần dương USS Bunker Hill thăm cảng Tiên Sa bắt đầu từ ngày 5 tháng 3 đến ngày 9 tháng 3. Đây là lần thứ hai sau chiến tranh một tàu sân bay của Mỹ lại trở lại và thăm hữu nghị Việt Nam. Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp thứ 43 đã đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét kỷ luật ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy và ông Lê Hoàng Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vì có liên quan đến những sai phạm xảy ra ở khu đô thị Thủ Thiêm ở quận 2. Truyền thông trong nước loan tin hôm ngày 5 tháng 3 cho biết, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đã quyết định thi hành kỷ luật với hình thức khiển trách bà Nguyễn Thị Hồng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Những vi phạm của ông Nguyễn Văn Đua, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và ông Vũ Hùng Việt, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bị đánh giá đến mức phải kỷ luật khiển trách, nhưng đã hết thời hạn xử lý kỷ luật theo quy định đảng. Trước đó vào tháng 1 tại kỳ họp lần thứ 42, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Cán sự Đảng Thành phố Hồ Chí Minh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình thực hiện dự án Thủ Thiêm, gây ảnh hưởng xấu đến phát triển kinh tế, xã hội và đời sống của một số bộ phận người dân thành phố, gây bức xúc trong xã hội. Ông Lê Thanh Hải bị xác định chịu trách nhiệm chính liên quan đến những sai phạm ở Thủ Thiêm. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 5 tháng 3 đã khởi tố 14 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan vụ công ty địa ốc Alibaba bán dự án ma. Theo tin bản báo riêng.vn loan tin cùng ngày, trong số 13 người bị bắt tạm giam có 11 người là giám đốc và tổng giám đốc các công ty con của công ty địa ốc Alibaba. Riêng bà Võ Thị Thanh Mai, vợ của ông Nguyễn Thái Luyện, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm CEO công ty Alibaba, cũng nằm trong danh sách 14 người bị khởi tố, nhưng bị can này được cơ quan điều tra cho tại ngoại. Liên quan đến vụ án này, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thái Luyện, chủ tịch tập đoàn Alibaba, Nguyễn Thái Lĩnh, 30 tuổi, em trai Luyện, Nguyễn Thái Lực, 21 tuổi, em trai Luyện, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng bị cáo Lực còn bị khởi tố thêm hành vi rửa tiền. Cơ quan điều tra bước đầu cũng xác định công ty Alibaba núp bóng hoạt động kinh doanh bất động sản, nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo hình thức đa cấp. Vừa rồi là một số tin nổi bật của ngày hôm nay. Cảm ơn phần theo dõi của quý vị. Hẹn lại quý vị vào phần điểm tin tối mai cũng ngay trên Facebook và YouTube của Ban Việt ngữ Đã cho Tự Do. Xin chào và cầu chúc quý vị một buổi tối thật bình yên.